Xin chào tất cả các bạn. Thầy tên là Nguyễn Quốc Huy, là giảng viên của khoa khoa học cơ bản, bộ môn tinh học đại cương. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Trang E-Learning. Mời các bạn theo dõi. Trước tiên thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng nhập vào Trang E-Learning. Thì chúng ta đang ở trên Google, chúng ta có thể search cái chữ E-Learning Văn Lan. Thì chúng ta sẽ ra Trang E-Learning của trường mình. Đây. Ngay cái giao diện đầu tiên, chúng ta sẽ bấm vào cái nút Login nằm ở phía trên bên phải để chúng ta tiến hành đăng nhập vào hệ thống. Thì chúng ta sẽ đăng nhập vào hệ thống thông qua cái tài khoản Office 365, chính là cái email mà nhà trường đã cung cấp các bạn khi chúng ta nhập học. Rồi. Lúc này thì nó sẽ liên kết đến cái phần đăng nhập của Microsoft, thì bạn sẽ nhập vào cái email đó. Nó bao gồm cả cái phần địa chỉ, phần tên ha, và phần tên miền nữa, cộng phía sau. Rồi sau đó bạn nhập password. Thì chỗ này cũng xin lưu ý ha, là khi có được mật khẩu các bạn cũng nhanh chóng đổi mật khẩu nha, chứ chúng ta không giữ lại cái mật khẩu mặc định của mình. Rồi và lúc này chúng ta đăng nhập thành công, chúng ta vào được trang E-Learning. Rồi thì với cái trang của mình, giao diện đầu tiên chính là trang dashboard ha. Thì ở đây các bạn sẽ rất là dễ dàng tìm được cái khóa học của mình. Khóa học của mình nó sẽ nằm ở đâu? Nó sẽ nằm ở cái cây bên tay phải gọi là Navigation, nằm trong chung mục là My Course. Bạn sẽ nhìn thấy là My Course, và xích vào một chút xíu sẽ có những cái khóa học con. Đối với thầy thì do thầy cũng hướng dẫn giảng dạy rất nhiều khóa, do đó là trên trang chủ này nó load lên sẽ rất là lâu. Và các bạn sẽ khác, các bạn ít khóa hơn thì nó sẽ load nhanh hơn. Bạn sẽ thấy được những khóa học của mình ở đây. Và cái khóa mà gần đây bạn truy cập nó sẽ hiện trong chỗ recently accessed courses, được chưa? Thì thông qua đó sẽ giúp bạn rất là dễ dàng đăng nhập vào những cái khóa của mình. Còn riêng đối với thầy thì để cho nhanh hơn thì thầy xin đăng nhập vào một cái đường link thầy đã lưu sẵn. Đây là cái trang thầy đã lưu sẵn ha, và chúng ta đã vào được cái trang. Thì cái vấn đề mà ẩn danh là cái gì bạn? Khi bạn duyệt cái trang đăng nhập vào cái trang web trường mình ở một cái máy công cộng, ví dụ bạn vào trên trường mình đi, bạn đăng nhập vào cái môn học ha, thì bạn sử dụng máy của trường chẳng hạn, thì có một cái vấn đề nè, là khi chúng ta log out ra tài khoản ha, mình log out ra rồi thì mình đăng nhập lại một cái khóa học nữa ha. Rồi đây thì khi mình bấm ở chỗ này nè bạn, nó không có hỏi, bạn thấy rồi ha, nó không có hỏi cái tài khoản mình nữa, mà nó đi vào luôn cái tài khoản mà trước đó chúng ta đã đăng nhập ha. Do đó là chúng ta thấy rằng là cái người mà sinh viên vừa mới bước ra khỏi lớp á, thì cho dù có log out hay chăng nữa thì người sau vào bấm vào được trang web thì sẽ ngay lập tức vào được cái trang và đang dùng cái account của các bạn sinh viên phía trước, và từ đó dẫn đến là nhiều cái chuyện liên quan đến bảo mật nữa bạn, có thể dùng cái nick này làm gì đó. Nên thứ nhất chúng ta sẽ phải đổi bát là một chuyện, mà bây giờ cái vấn đề này nữa thì làm sao chúng ta sử dụng máy dùng chung. Vậy thì chúng ta hãy sử dụng một cái trình duyệt ẩn danh. Ở trong cái trình duyệt Chrome, Edge hoặc là Firefox đều có một cái trình duyệt gọi là duyệt ẩn danh hết, một chế độ duyệt web ẩn danh. Khi đó nó sẽ không lưu lại cái nhật ký của chúng ta đăng nhập rồi nọ, thì khi đó chúng ta tắt máy, thoát, tắt trình duyệt thì lập tức là nó sẽ xóa hết, và người sau vào là phải đăng nhập lại, được chưa các bạn? Thì cái việc đó sẽ đảm bảo an toàn hơn. Thì xin demo cái tình huống cho các bạn ha. Và nếu mà sử dụng cái máy không phải là máy cá nhân thì các bạn nên sử dụng trình duyệt ẩn danh. Rồi đối với Google Chrome thì chúng ta sẽ bấm vào đây, và cái trình duyệt ẩn danh được gọi là New Incognito Window. Bạn nào đang sử dụng trình duyệt mà tiếng Việt á, thì nó sẽ gọi là trình duyệt ẩn danh, hoặc là trên file Firefox mà gọi là In Private đó, những cái chữ na ná như vậy, Incognito và Private gì đó. Rồi thì lúc này một cái trình duyệt ẩn danh hiện ra nè, thì khi bạn đăng nhập vào thì chắc chắn nó sẽ hỏi thông tin của bạn. Bạn đăng nhập rồi thì đăng nhập ha. Rồi ok, đó mật khẩu gì đó ha, rồi đăng nhập xong, thế là thầy vào được cái trang của chúng ta đúng không, trường mình. Rồi và nếu như thầy là một sinh viên ha, thầy học xong cái khóa ca học của mình rồi thì thoát ra và thầy tắt cái trình duyệt, tắt đi ha. Thì cái bạn tiếp theo vào thì dĩ nhiên nếu bạn đó cũng là biết cách truy cập luôn thì cũng sẽ truy cập bằng trình duyệt ẩn danh đúng không nè, thì lúc đó là bạn sẽ thấy như sau. Bạn nó đi vào cái khóa học thì bạn nó phải đăng nhập lại đây, thấy chưa?
tức là thông tin của người trước là hoàn toàn không có lưu vớt lại, và người sau vào là cũng sẽ yên tâm là phải đăng nhập lại, và sau đó đăng nhập đúng rồi thì sẽ vô được cái trang web của mình, tài khoản của mình, được chưa nào? Ok các bạn ha, thì đây chính là phần đầu tiên, phần đăng nhập vào cái trang e-learning của trường. Nếu chúng ta sử dụng máy cá nhân thì hoặc laptop hay gì đó thì chúng ta hoàn toàn có sử dụng một trình duyệt bình thường, vì cái việc nó lưu lại thông tin này thì không sao cả, tại máy của mình mà, thậm chí nó mang lại sự tiện lợi chúng ta nữa ha. Rồi, cái nội dung thứ hai thì muốn hướng dẫn trong hôm nay chính là chúng ta sử dụng cái thanh navigation để mà điều hướng trên một cái trang e-learning của một cái khóa học nào đó. Thì cái thanh đó chính là cái thanh navigation, là thanh này nè bạn. Nó cũng giống như cái thực đơn menu vậy đó ha, nhưng mà nó gọi là thanh điều hướng navigation. Thì nếu bạn nào duyệt trên điện thoại di động á, thì sẽ thấy là cái nút ba dấu nằm ngang này nè, và khi bấm vào thì nó sổ ra, và ba dấu nằm ngang giống cái hình menu vậy đó thì nó sẽ sổ ra, và khi đó bạn sẽ truy xuất được những cái đề mục ở trong cái trang của bạn. Nếu như có nhiều nội dung quá thì bạn truy xuất rất là đơn giản bằng cách là bạn bấm vào những cái nội dung trong đây. Ví dụ thầy muốn đến mục đọc bài kiểm tra thì bấm vào thôi, lập tức nó sẽ đến đọc bài kiểm tra. Thầy muốn đến mục video bài giảng thì bấm vào, nó sẽ đến video bài giảng. Từ cái việc sử dụng thanh navigation này thì chúng ta sẽ nhanh chóng điều hướng đến các cái ở vùng trong trang web mình dễ hơn, thay vì chúng ta phải dùng thao tác là cuộn lên cuộn xuống trang web, được chưa nào? Rồi thì đó là cách chúng ta truy xuất ha. Và để xem một cái nội dung trong cái trang e-learning thì chúng ta chỉ đơn giản là click vào cái nội dung đó thôi, được chưa các bạn? Thì tùy hình thức cái nội dung mà nó sẽ hiển thị khác nhau. Ví dụ nội dung này của môn tin học cơ bản thì nó sẽ được thiết kế dưới dạng là một quyển sách và có nhiều chương ha. Bạn bấm vào bạn xem một nội dung của nó, và muốn xem nội dung khác thì bạn bấm vào một cái phần khác, mình thấy không, phần khác nữa, được chưa nè? Nhưng mà nó là một dạng bài viết khác thì nó sẽ lại là một cách hiển thị khác nữa. Thì tùy theo cái dạng chúng ta hiển thị ở đây, ví dụ ở đây là dạng bài giảng chẳng hạn ha. Rồi đây bạn bấm vào thì nó hiển thị ra dưới dạng bài giảng đó, được chưa? Và nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái cách giáo viên thiết kế các bạn như thế nào, và đó chính là cách chúng ta xem một nội dung ở đây. Rồi phần thứ ba thì muốn hướng dẫn chúng ta, đó chính là phần chúng ta sẽ có là download các cái tài liệu, tài liệu đó là bài giảng hoặc là những cái file để chúng ta làm bài tập, được chưa? Hoặc những file tài liệu đọc thêm, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Rồi thì có ba tình huống để mà download một tài liệu xảy ra ở đây. Tình huống đầu tiên bạn quan sát ha, đó chính là giáo viên upload cái tài liệu lên trên cái trang là trang Google, một tài khoản Google Drive, và các bạn cần phải tải xuống, đúng không? Rồi thì khi đó các bạn sẽ như thế này. Rồi các bạn coi ha, ví dụ đây chúng ta đi vào cái dữ liệu này đi, đây dữ liệu một bài tập, và dữ liệu này được giáo viên upload trên cái Google. Google thì bạn sẽ thấy nè, nó đây là cái Google. Và thì cái vấn đề đầu tiên thầy muốn nói là nếu như chúng ta bấm đứt vào cái file thì chuyện gì xảy ra? Bấm đứt vào cái file thì thực sự là nó không có tải cái file này xuống các bạn, mà nó đang mở cái file này ra, và nó sử dụng cái ứng dụng gọi là Google Sheet để mà nó mở cái file của bạn lên, chứ nó không phải là chúng ta đang tải cái file đó về máy, nên các bạn lưu ý nha. Rồi đây là cái file nè, thấy không? Đó, có nhiều cái sheet bên dưới. Vậy chúng ta muốn tải về chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải nhìn thấy cái nút download thôi nè bạn. Bạn phải tiến hành tải cái file này về máy, bấm vào, thì lúc này nó mới tải cái file về cái máy tính của mình. Rồi đây nè, thầy đã tải được cái file này về máy, được chưa? Rồi ok ha, thầy sẽ xóa nó. Đó là cái tình huống đầu tiên là giáo viên có thể upload những cái tài liệu. Không chỉ là cái này đâu ha, có thể là PDF, PowerPoint vân vân trên Google. Tình huống thứ hai là giáo viên để trên cái OneDrive. OneDrive là một cái ứng dụng chia sẻ của Microsoft, nó cũng tương tự như Google Drive vậy đó, là của Microsoft. Ok ha, thì đây. Rồi, thấy không? Thì cái file này nếu bạn bạn bấm đứt lên nó đó thì thực sự là bạn không có tải nó xuống mà đang mở, do cái ứng dụng OneDrive nó sẽ liên kết lại cái ứng dụng gọi là Office 365 Online, nên khi bạn click đứt lên cái file này thì nó không có tải file xuống mà nó đang mở cái ứng dụng này ra trên cái ứng dụng là Excel 365 Online. Đó vậy thì chúng ta phải tải nó xuống, đúng không nào? Thì các bạn tải nó xuống bằng cách gì nè,
Bạn bấm vào nút ba chấm này nè, bạn thấy không? Và bấm vào sẽ thấy cái chữ download, được chưa? Thì bạn mới tiến hành bạn tải cái file này xuống. Rồi hãy tiến hành tải file xuống cho bạn coi nha. Download. Lúc này thì nó cái file mới nằm trên máy của mình, được chưa nào? Đây, trên máy của mình. Rồi, ok ha, hãy tiến hành hãy xóa. Rồi, và tình huống thứ ba là giáo viên để cái file trực tiếp luôn trên trang e-learning, tức là họ lưu trữ luôn trên file e-learning. Ví dụ như tình huống này, đây tài liệu học tập, là thầy thử rất là nhiều thứ ha, Excel nè, Word nè, rồi PDF và hình ảnh nè. Thì chúng ta sẽ có hai cách ở đây. Nếu như mà giáo viên để nó trong cái dạng thư mục thì chúng ta hoàn toàn phải tải nguyên cái thư mục này xuống folder, bạn bấm vào nút download folder thì nó tự động nó nén toàn bộ cái nội dung này lại thành một cái file, file nén nha bạn, nhớ lưu ý là file nén và file zip. Và khi bạn tải về thì nó sẽ là một cái file zip. Việc của bạn chỉ đơn giản là bạn sẽ dùng ứng dụng giải nén, bạn giải nén nó ra thôi. Rồi lưu ý nha. Rồi tình huống thứ hai là bạn chỉ muốn tải một file thôi, ví dụ em muốn tải cái file Word này thì bạn sẽ click vào cái file thì lập tức nó sẽ tải riêng một cái file gì cho bạn, nằm trên máy của bạn đây, được chưa nào? Rồi ok, rồi thầy sẽ xóa cái file này. Thì đó là các cái thao tác để mà chúng ta tải một cái file ở trên trang e-learning. Rồi tiếp theo thầy xin hướng dẫn các bạn cái thao tác là upload tài liệu lên. Thường thường ở đây là upload cái bài tập các bạn đã làm lên cho giáo viên chấm ha. Rồi và chúng ta ở đây thì upload bài tập thì chúng ta phải đóng vai trò là sinh viên thì chúng ta mới upload được bài tập ha. Do đó ở đây thầy có cái chỗ là đóng vai trò là sinh viên để thầy demo cái tình huống upload tài liệu cho các bạn. Rồi thầy sẽ đóng vai trò là sinh viên nha. Rồi bây giờ thầy giống như các bạn đó, sinh viên. Và bây giờ thầy sẽ thử upload các tài liệu lên ha. Rồi thầy sẽ upload tài liệu lên cái bài là bài Word chẳng hạn. Ok các bạn ha. Rồi, bài Word. Rồi thì đây chính là giao diện của cái phần upload. Muốn upload tài liệu thì cái chỗ mà bạn nộp lên phải là một cái dạng bài tập. Thì khi giáo viên yêu cầu bạn nộp thì sẽ hướng dẫn cho bạn cái chỗ nộp thôi. Thì bạn sẽ thấy là cái chỗ nộp đó nó có chữ là submission. Submission là cái phần nộp bài đó ha. Rồi thì status là trạng thái nè, và trạng thái là not attempt nè, tức là chưa có thử lần nào hết, chưa có nộp lần nào hết. Và trạng thái có chấm điểm là vẫn chưa được chấm điểm, not graded ha. Và đây là những cái ghi chú của giáo viên cũng như là những cái chấm điểm theo cái thang gọi là rubric ha. Rồi ở bên dưới đây thì sẽ có nút rất là quan trọng là nút add submission, nghĩa là nút nộp bài ha. Và bây giờ thầy sẽ tiến hành nộp bài lên. Thì để nộp bài lên đó, trên cái khu vực nộp bài đó, các bạn phải quan sát được cái chỗ này cho thầy coi. Thứ nhất là cái dung lượng của file, thứ hai là cái số lượng file cho phép nộp lên, và thứ ba là cái loại file cho phép nộp lên. Các bạn phải lưu ý những điểm đó. À, đây ví dụ thứ nhất là cái chỗ mà bạn quan tâm là dung lượng file. Thấy chưa, một cái file của bạn dung lượng tối đa chỉ 50 MB thôi, do nếu bạn làm gì đó mà cái file bạn nặng hơn thì sẽ không nộp được. Và không có cách nào hết, các bạn phải tìm cách thu nhỏ dung lượng của cái file đó chúng ta mới nộp được, bởi vì đây là quy định của cái server. Cái thứ hai là số lượng file tối đa cho phép nộp lên, bạn phải nhìn thấy, chúng ta phải thấy chỗ này, chúng ta không có nộp quá chỗ nộp bài cho nộp hai file mà bạn làm sao đó mà ra ba file thì làm sao nộp được, thì bạn phải lưu ý. Và cuối cùng là nếu như cái chỗ này có ha, thì nghĩa là chúng ta phải lưu ý cái loại file chúng ta nộp, còn nếu mà nó không có nghĩa là bạn nộp file gì cũng được cả. Chúng ta phải lưu ý. Ví dụ ở đây nó chỉ cho phép nộp gọi là một trong ba loại file này, nghĩa là có thể là file đầu tiên bạn là file PDF, file thứ hai bạn file docx, tức là một trong ba loại file này đều được chấp nhận hết. Mà ở đây cho nộp hai file nên có thể là hai file PDF cũng được, hoặc là một PDF, một Word, vân vân, một cái docx, được chưa nào? Rồi thì để nộp file thì chúng ta sẽ có cái thao tác đó là bấm vào cái nút upload file, giống như bạn đính kèm trong mail vậy đó, thì bạn bấm vào nút choose file và bạn chọn cái file bạn muốn upload, đúng không nè? Rồi thì giả sử đó là một cái file PDF ha, và ví dụ là file file ngữ pháp tiếng Anh đi cho nó dung lượng nó nhẹ. Thì muốn nộp đúng cái loại file á thì thực ra là bạn phải có thao tác là hiện ẩn file đó nha.
Thì trong môn tin học cơ bản, các bạn sẽ được biết cách để mà hiện ẩn cái phần mở rộng của file ra, và chúng ta xác định được đâu là cái loại file đúng. Tại vì nếu đọc không đúng loại file lên server không chấp nhận đâu. Rồi, ok, chúng ta bấm nút open. Thì thầy đã upload một cái file PDF là đúng cái định dạng rồi ha. Thầy nộp lên. Rồi, lúc này file đã được nằm trên đây. Nằm trên đây vẫn chỉ là nằm trên bộ nhớ RAM của máy tính bạn thôi, nó vẫn chưa có nộp hẳn hẳn hoi đâu ha. Mà giờ thầy sẽ tiến hành nộp thêm một cái file nữa, là một cái file Word, được chưa? Và hướng dẫn cách thứ hai cho bạn, đó chính là cách kéo thả. Thì đối với file Word đó, thầy demo luôn cái chuyện là tạo mới cái file, tạo mới và chúng ta lưu thử ha. Rồi, chúng ta tạo mới một file Word. Rồi, viết chữ vài chữ thôi, xin chào Văn Lan thôi. Rồi, và chúng ta sẽ lưu cái file này nè. Thì bạn lưu ý, mình phải lưu cái file đúng cái nơi mình mong muốn trước cái đã. Ví dụ thì lưu ở đây chỗ download nè, được chưa? Thì đặt tên nè là test nè. Mình phải quan tâm đến cái việc là nơi mình lưu ở đâu, và cái loại file đó phải gì, và tên file như thế nào để mình biết. Rồi, mình lưu xong rồi up lên server thì cái file đó phải được đóng các bạn nha, chứ còn không có mở. Khi chúng ta up một cái file nào đó, chúng ta nộp bài cho giảng viên môn gì đó không biết, nhưng mà nếu mà trạng thái file đang mở và bạn nộp lên thì có khi nó đang nộp chúng cái phiên bản là chưa có save bài. Do đó chúng ta phải save lại và đóng cái file chúng ta muốn nộp lên server, và khi đó chúng ta đến cái chỗ chúng ta cần nộp nè. Thao tác này là thao tác khác thao tác hồi nãy nha. Chúng ta đến cái chỗ chúng ta cần nộp, rồi thầy mở ra. Rồi hồi nãy để trong download đúng không, thì vào download đó. Cửa sổ nó phóng to ra thì thầy sẽ thu nó lại. Những cái thao tác này chúng ta sẽ được học ở môn tin học hết rồi ha, không cần lo. Và bây giờ chính là thao tác nắm kéo thả bạn. Ví dụ bạn nộp một file, nó ví dụ ở đây nó kêu nộp 8 file, thì thay vì upload từng cái, chúng ta có thể là quét khối một lúc 8 file và chúng ta nắm kéo thả vào cái vùng này. Cái vùng này nó cho phép chúng ta drop drop file here to upload. Do đó bạn kéo thả vào đây thì cái file bạn cũng giống như bên đây nè, được tải lên trên cái ở bộ nhớ tạm, được chưa? Và cái thao tác này thì nhanh hơn thao tác này rồi, tại vì nó chọn được có một file thôi, còn ở đây thì chúng ta chọn được nhiều file. Rồi xong, vậy chúng ta sẽ có hai file đã đúng yêu cầu rồi, nộp nữa thì không được đâu các bạn ha. Rồi do đó chúng ta sẽ bấm nút save change. Thực sự nếu như cái file bạn ở đây mà bạn dừng, hoặc nếu chẳng may đến đây mà máy bạn đã tắt trình duyệt, thì thực tế là file bạn vẫn chưa hề up lên server, nó vẫn đang nằm ở trên cái máy tính của bạn thôi. Phải bấm nút save change thì thực sự nó mới up về server ha, chúng ta lưu ý. Rồi thầy bấm nút save change. Rồi vậy là file thì nộp chưa, chúng ta sẽ coi bằng cách nè, nhìn vô trạng thái có thấy là submitted for rating, submitted nghĩa là đã nộp rồi, và for rating là chờ chấm điểm á. Thì chúng ta kéo xuống dưới chúng ta thấy file chúng ta đã có nộp lên nè, file submission, và có thời gian chính xác, thời gian ngày tháng năm giờ phút giây chúng ta nộp server luôn, được chưa các bạn ha. Thì đó chính là cách chúng ta upload cái file lên trên cái trang e-learning. Rồi tiếp theo thì thao tác thầy cũng muốn đi liên tục con chỗ này, chính là chúng ta có cái sự điều chỉnh, ví dụ như xóa hoặc là chỉnh sửa cái file của chúng ta. Thì ví dụ chúng ta nộp sai chẳng hạn, cái file này chúng ta làm xong rồi, chúng ta nộp xong ta phát hiện ra bị thiếu, chúng ta nộp lại, thì chúng ta sẽ đi vào cái chỗ là edit submission, được chưa? Thầy sẽ demo tình huống là cái file này là file nộp sai ha, và xóa đi, và cái file này là file nộp chưa đúng, chúng ta cần cập nhật mới. Chúng ta xem, thứ nhất là file này cần xóa đi, chúng ta sẽ bấm vào cái file luôn. Nó có nút delete thì bạn sẽ xóa nó, bạn thấy không? Rồi ok, xong. Thì cái file này mình muốn sửa thì sao, thực ra không có sửa được gì đâu bạn, nó nằm trên server mà sửa gì. Nhưng mà bạn đã nộp rồi, trên máy bạn không còn nữa, thì bạn sẽ tiến hành download ngược lại. Thì cái thao tác này chính là download ngược lại xuống cái file đó, rồi bạn chỉnh sửa cái file đó, rồi bạn upload ngược lại lên. Rồi trước tiên thì xóa cái thư mục download của thầy đi, để cho bạn thấy là không còn nha, không còn file test nữa. Thầy sẽ tiến hành là cái file này mình nộp sai rồi, mình cần phải sửa, thì thầy sẽ download xuống. Rồi download xong mình sẽ sửa và nộp lại đúng không, cho chúng ta sẽ xóa luôn cái file này, tại vì file này là file không có đúng. Rồi xóa rồi đó. Ok, và thầy sẽ mở cái file này ra thầy sửa nha. Show folder, sửa nè, sửa lại cái bài cho đúng. Thì một cái file đó nó luôn bạn, khi bạn tải một cái file từ internet về ha, thì nó sẽ có cái cảnh báo và kêu bạn cái chỉ thị là bấm vào nút enable editing.
bấm vào đây thì mới cho phép bạn chỉnh sửa được trên cái file. Nếu bạn không bấm thì bạn không chỉnh sửa được nha, bởi vì nó cảnh báo là nó sợ có virus trong cái file ha. Do chúng ta sẽ bấm vào nút Enable Editing. Rồi thì chúng ta sẽ sửa lại cái file của mình cần nộp cho giáo viên. Sau khi xong chúng ta save lại và đúng quy trình thôi, chúng ta tắt file. Rồi sau đó chúng ta upload lên thì bằng cái cách drag and drop, kéo thả cho nó nhanh, nắm kéo. Rồi upload xong được chưa nào, chúng ta lưu lại. Rồi vậy là chúng ta vừa thực hiện xong cái thao tác là sửa xóa cái file chúng ta đã nộp lên trên server. Tiếp theo thầy xin hướng dẫn các bạn cách chúng ta xem thông tin về cái bài chúng ta đã nộp ha, và cách mà giáo viên chấm bài mình xem cái điểm mình như thế nào vân vân các bạn ha. Rồi thì chúng ta sẽ ra ngoài chẳng hạn, quay lại cái trang chính của mình. Với góc nhìn sinh viên, bạn vào lại cái chỗ bạn nộp. Hồi nãy thầy nộp là nộp bài Word đúng không nè, bạn bấm, thầy bấm vào thì đây là thầy sẽ xem được cái bài nộp của thầy ha, và trạng thái là chấm hay chưa, được chưa nè. Rồi bây giờ thầy sẽ chuyển góc nhìn lại ha, đóng vai trò là giáo viên và thầy sẽ chấm bài cho cái bài của thầy luôn để cho các bạn thấy là chấm bài nó sẽ như thế nào. Rồi bây giờ thầy đang đứng vai trò là người giáo viên rồi đó. Rồi thầy sẽ chấm bài cho cái bài vừa rồi luôn nha, bài vừa rồi. Ok, là bài này nè, thầy mới vừa nộp đúng không đó. Ở góc nhìn giáo viên thầy sẽ nhìn thấy được các bạn sinh viên nộp bài vào thời điểm này đúng không, file này nè, thời gian nộp nè, thầy sẽ tiến hành chấm điểm cho bài này ha. Rồi thầy sẽ chấm ngẫu nhiên thôi cho nhanh. Ok, và ghi vào lời ghi chú được chưa nè. Ok, notify student là sẽ thông báo cho sinh viên biết luôn ha. Rồi ok, rồi vậy là thầy đã chấm bài xong. Bây giờ thầy quay ra ha, và đăng nhập với góc nhìn của một người sinh viên để xem coi là cách chúng ta xem giáo viên chấm bài cho mình như thế nào. Các bạn cũng nên cho biết gì đó ha. Đây là với vai trò một người sinh viên nè, thì thầy qua lại trang chủ cho bạn coi nè. Khi mà nhận được thông báo là giáo viên đã chấm bài cho mình rồi thì bạn sẽ đi vào bạn xem cái bài điểm của mình thế nào. Không, đi vào cái chỗ nộp bài đó thì bạn sẽ thấy cái trạng thái là rated, đã chấm bài, thấy không. Rồi và chúng ta thấy đây, chỗ này là chỗ giáo viên đã chấm đây ha. Tại vì thầy đóng hai vai lần nên nó hiện hai chỗ ha, còn đúng của bạn sẽ nằm chỗ feedback đó. Đây chính là cái điểm mà thầy đã chấm cho các bạn. Thầy chấm mình chỗ này này ha. Nếu mà có sai sót gì đó thì chúng ta sẽ xem và chúng ta phản ánh lại với giáo viên để giáo viên xem xét điều chỉnh cho mình đó. Và đây là lời comment của giáo viên, cần cố gắng hơn, được chưa nào. Đây là người chấm và đây là thời gian mà thầy tiến hành để chấm bài, tất cả đều có trên cái trang của mình hết, chúng ta phải biết cách xem, được chưa nào. Rồi thì đó là cách chúng ta xem được cái thông tin về cái bài của mình. Rồi cái phần thao tác tiếp theo thì muốn hướng dẫn các bạn nữa là thao tác xem cái điểm của môn học. Đây là xem điểm của bài kiểm tra thôi. Vậy thì xem điểm một cái môn học là như thế nào? Thì chúng ta rất là nhẹ nhàng, đơn giản. Chúng ta sẽ đi vào cái mục grade. Grade là cái mục điểm số. Rồi đây, với góc nhìn thầy là một người sinh viên thì thầy nhìn thấy luôn. Đây là báo cáo của thầy. Đây là các cái bài tập gọi là assignment ha, những cái bài có lấy điểm đó. Thì cái bài nào mà làm rồi thì nó sẽ có điểm thôi, được chưa nào. Những bài này nãy giờ chưa có làm hết, chỉ có mỗi bài Word thì làm rồi và nãy chấm điểm ngẫu nhiên chơi thôi mà được 8.1 luôn, quá đẹp ha. Thì đây cách chúng ta xem điểm. Những cái đường gạch này nghĩa là chúng ta chưa có làm bài đó hoặc là giáo viên chưa có chấm bài đó chúng ta đó. Thì các bạn có thể là liên hệ giáo viên hay ơi hay chưa chấm bài hay cái gì đó vân vân, đây điểm của mình. Và chúng ta hoàn toàn xem được cái điểm khóa học của mình nữa ha, course total, tùy theo cái việc giáo viên thiết lập công thức ở đây như thế nào. Còn đây là cách chúng ta được biết được cái điểm của chúng ta và điểm chi tiết thành phần. Rồi thao tác cuối cùng thầy muốn hướng dẫn chúng ta nữa đó chính là chúng cách làm một cái bài trắc nghiệm ở trong cái Trang e-learning là như thế nào. Rồi đây là một cái bài trắc nghiệm. Thì cái attempt allow là số lần cho phép bạn làm bài trắc nghiệm này. Thì có thể là những bài ôn tập thì giáo viên có thể cho bạn làm 5 lần, 10 lần gì đó. Nhưng mà kiểm tra thực sự thì chỉ có 1 lần thôi. Và có khi là giáo viên cũng sẽ thiết lập mật khẩu ở đây nữa.
để chặn lại, và chỉ đến một cái thời điểm nào đó thì cái bài trắc nghiệm này mới mở ra chúng ta thôi, chứ không phải lúc nào làm cũng được. Và những cái phần đó là do thiết lập của giảng viên. Còn với sinh viên chúng ta thì khi vào bài trắc nghiệm thì chúng ta sẽ bấm nút Attempt Quiz Now, là thực hiện một cái bài quiz ngay lập tức. Ok. Rồi. Đó. Thì cái bài quiz trong giao diện này chúng ta sẽ thấy nè, nó dạng câu hỏi gọi là multiple choice hay là những cái lựa chọn. Đó. Thì bạn sẽ thấy là cái khung bên đây nó sẽ cho chúng ta biết là có 3 câu hỏi trong cái bài thi của chúng ta. À, thì có loại câu hỏi đó được thiết kế là chúng ta được quyền điều hướng. Nghĩa là chúng ta đang làm câu 1 mà khó quá không làm được, mình qua câu 2 mình coi có dễ không, rồi xong mình qua câu 3. À, sau đó thì thấy câu nào cũng khó hết thôi quay lại làm từ đầu chẳng hạn. Thì chúng ta được quyền điều hướng nha, nhưng mà có loại câu thì không cho phép điều hướng. Nghĩa là bạn đã bấm nút bỏ qua chọn rồi thì không thể nào quay lại câu đó nữa. À, thì đó là tùy cái bài trắc nghiệm thiết kế như thế nào, các bạn phải lưu ý. À, còn với bài này thì chúng ta hoàn toàn có thể di chuyển. Thì và thầy sẽ chọn ha. Ở đây thì sẽ chọn đúng hết đi. À, 1 mê là bằng 1024 KB. Rồi, next bài. À, câu nào trả lời xong nó sẽ có như thế này nè bạn. Còn câu nào mình cứ bấm qua bấm lại, mình bó tay mình biết làm, cứ chuyển qua chuyển lại là nó không có tô xám lên dưới. À, rồi. À, trăm năm trong cõi người ta, à, cái gì không biết thì tra cái gì? À, thì tra Google. Ok. À, nếu bạn bấm vào đây á, bạn finish attempt là bạn kết thúc luôn á. À, do đó bạn chuyển lại câu 2. Đó, thấy không? Bạn đã chọn rồi thì không cần bấm gì hết, nó vẫn luôn cái đáp án bạn rồi ha. Giờ câu 2 bạn chọn, nếu mà không chọn mà bạn next page và bạn finish attempt, nghĩa là coi như bạn bỏ câu 2 này, em không biết. À, nhưng mà dĩ nhiên chúng ta không nên làm như vậy ha, không biết thì cũng chọn đại, chứ không nên bỏ trống, do đó thầy sẽ chọn ha. IT. À, ví dụ IT thì chọn trà đá đi. Rồi. Ok. Đó là ba câu đủ nè, next page số 3, câu 3. Câu 3 thì đã chọn rồi và không có mong muốn thay đổi đáp án nữa, và hãy chọn finish attempt là kết thúc cái lần là kiểm tra này. À, và cái bài này chỉ kết thúc khi chúng ta bấm nút submit. Nếu chưa submit là chưa có kết thúc bài này. À, thì trong bài trắc nghiệm sẽ thiết kế thêm cái vấn đề là thời gian làm, chứ không phải muốn làm bao nhiêu thì làm. Thì nếu như bạn không bấm submit thì hết giờ nó cũng sẽ tự động nó submit. À, còn chúng ta muốn kết thúc ngay lập tức. À, và cái bài đó đúng thì chúng ta phải bấm submit thì mới coi như là chúng ta đã nộp bài thành công nha. Rồi, ok, xác nhận lần nữa. Rồi, đây có lập tức có điểm của mình liền luôn ha. Bài này thầy làm lúc nào ha, và điểm số bao nhiêu là nó hiện ra hết. Được chưa các bạn? Rồi, ok, thì đó là các cái thao tác thầy muốn hướng dẫn khi chúng ta tham gia vào cái trang e-learning của bên mình. À, và nhớ là khi chúng ta đăng nhập ở cái máy công cộng thì chúng ta không xài nữa, chúng ta hãy sử dụng trình duyệt ẩn danh và nhớ tắt cái trình duyệt ẩn danh nữa nha, thì coi như chúng ta mới thoát tài khoản thành công. Rồi, chúc các bạn sẽ học tập thật là tốt. Xin chào các bạn.